Chào chào. Trận đấu giữa Phương Nhi và Bảo thì bắt đầu thứ hai. Ok. Sao mà nó xuất tờ mà biết anh cũng dở mà nói gì đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.